Hello, welcome to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ chơi 8 game và bây giờ mình sẽ chơi trò đầu tiên, đó là trò StickClash. Thôi bắt đầu nha. Thank you.
tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò Join&Clash. Chúng ta sẽ chơi trò Laborer. Chúng ta sẽ chơi màn tiếp tục nha. Bắt đầu nào. Yeah. Ô, đây là cái màn thưởng mọi người ạ. Chỉ có đi về đích thôi. Ui. Ôi trời, có cái đường ống này ra man. Rồi, và bây giờ thì sẽ là trò rút rìu. Gì ấy, không điều khiển được ấy. Chiếc gậy rất chi là dài luôn.
vạch 20 cũng được vậy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò ô mò. Rồi và mình sẽ chuyển luôn sang trò hỗ theo tia ra nhé. Cuối cùng sẽ là trò Red Bull 4.